Hôm nay em đi chạy xô cúng à. Ấy chính thực em là ông thầy Bồ Thủy. Phù Thủy chứ? Bồ. Phù. Phù Thủy. Phật Bà ban cho em 36 tay ấn quyết. Núi Tôn Ngô là em nhắm mắt bước qua. Dạo tầm nơi sơn thủy hải hà, có cẳng lại là em nhảy về Bắc Quốc. À thì hóa ra là cày quốc đấy. Đi mua mấy cái lưỡi cày. Ê, trên thượng đàn em thờ ba tòa quan thánh, dưới hạ đàn em thờ bát bộ kim cương. À thôi, bây giờ bà con giúp em chống phách, em vào đám nhá, làm đám nhá. Đám đất nhà này con ma nó cầm tinh con trâu. À, ôi giời, ôi sao thế, sao thế? Ôi giời ơi, ôi giời ơi, giật hết cả mình. Tự dưng lại thấy giật mình. Sao thế? Trời đi cúng đi, trước này chưa bao giờ mà gặp ma nhá. Ma này, ma này, ma này, ma 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 ma. Ôi giời. Các bác ơi, có ai thấy nó ngày ngại thế nào nhỉ? Mẹ cứ thấy nó giết ruột giết ra. Có thấy ai có cái gì các bác mách dùm em nhé. À, quan chương ba ba thầy sai, quan chương ba ba nó ra nó thụt vào, thầy sai, quan chương ba ba nó ra nó thụt vào. Thôi hi hi a a a a a a a ngồi. Thấy nó lạnh lạnh ở sau gáy nhỉ? Này cái trẻ con nha chúng mày ra. Mẹ đang ngồi cúng thì nhấm đắp nhấm đá vào mồm. Con để mất dậy. Để thầy cúng nhá. À à à à à à ngồi. Ôi ôi ôi. Đổi nghề rồi à, đổi nghề rồi. Làm nghề gì? Đóng cối xay à. Sao đóng cối xay cho bà xem nào. Trong làng ngoài xóm có ông bà nào đóng cối xay xay em không ngờ nào. Ôi 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 ôi
Dưới khán giả xem, ôi rồi bao người đẹp kìa, ôi rồi toàn người Hà Nội đẹp thế. Thầy điêu quá thầy ơi. Chị. Thầy điêu nó phải vừa vừa thôi. Mắt thầy mù như thế, thầy nhìn thấy cái gì? Nhìn cái gì? Nhìn thấy cái gì? Mẹ mày đâu mà mày cãi nhau từ mới thầy đấy hả? Thưa thầy, hôm nay con được đến đây mời làm người dẫn chương trình, làm MC ạ. MC gì? MC chương trình. Tao không cần mày MC nhá, mình tao nói hết nhá. Ôi giời ơi, làm gì mà phải biết phải nhìn các bác nhỉ? Cái người đẹp là cười khanh khách. À. Còn cái người xấu là cười đanh đạch. Rồi. Còn cái người nào mà chửa là cười ok ok. Ai là gì mà không biết. Thầy giỏi quá, vỗ tay cho thầy đi. Các bác vỗ tay đều em đấy. Mà cái người đẹp ấy, mồ hôi nó bay ra. Ngửi thì phải biết, còn trông mới nhìn. Ôi trời, ngửi được mùi mồ hôi cơ đấy. Mẹ nó ngửi cho biết ngay đây này. Ngửi đây này. Bên này ấy là... À đâu xem nào. Không phải bên này mà. Giữa đây là Hà Nội gốc. Hà Nội gốc, rồi. Bên kia là Hà Nội bẹn. Hà Nội bẹn là gì hả thầy? Bên tay phải là gốc bẹn. Thầy giải thích cho nó rõ Hà Nội bẹn là gì. Mày cứ vặn vẹo vậy. Hà Nội bẹn là gì? Hà Nội bẹn là ở xa xa một tí, bởi diễn phùng trôi nhỏ gì đấy, nó gọi là Hà Nội bẹn. Không? Thầy nói thế mà không sợ Hà Nội bẹn người ta tự ái à thầy? Làm gì mà tự ái các bác nhỉ? Gốc hay là ngọn hay bẹn hay là đùi thì không có quan trọng, miễn là mình cứ sống với nhau, cứ có cái chữ tình là ok nhé. Thầy ơi, đấy, đấy. Mày, các bác đang vội. Này, các bác đang vỗ tay để cho nó vỗ hẳn đấy, cho mày cứ đập vào mồm các bác thế. Các bác vỗ tay ạ. Mời thầy. Mày ghen lên tức ở à? Thôi thằng kia, thằng nào đấy? Thôi thôi, thầy giới thiệu về mình đi. Anh em ơi. Sao? Ra đây có phải xưng danh không nhỉ? Không xưng danh thì ai biết là ai? Thế các anh mù không biết tôi là ai à? Hả? Thầy là thầy bói mù. Các anh mù không biết đây. Đánh nhau, đánh nhau. Đánh nhau. Lại đánh nhau, thầy mù thì người ta bảo thầy mù. Như tôi đây, rời sinh có mắt, rời lại chọc mù. Chẳng dấu gì nay đã có tiếng, ai có lòng tìm đến, đặt quẻ rồi tôi mới bói cho. Ai không tin thầy bói bói mò, bói quẻ không được. Em bói bù quẻ khác. Ê, thầy bói bù kìa, quý vị dành một tràng vỗ tay cho thầy bói bù. Thằng bất dạy thế nhỉ? Các bác lại vô tay đẻo với em đấy. Mày tên là gì nhỉ? Dạ, con tên là Xuân Bắc ạ. Thầy về trường, con nói thêm lần nữa nhá. Con tên là Xuân Bắc, hôm nay con được mời đến đây là người dẫn chương trình. Có phải Xuân Bắc không? Có phải Xuân Bắc không? Mẹ nghe cái tên ta đã biết mày hãm rồi. Ok. Tất cả những thằng Xuân Bắc là không thằng nào ra hồn ra người. Ok. Tất cả. Thế còn Xuân Hinh thì sao ạ thầy? Xuân Hinh thì nói chung là tốt. Có tốt không ạ quý vị? Nếu tốt thì dành một tràng vỗ tay. Đấy, đấy, đấy.
đấy, nào? Đấy, 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 đấy. Thế thầy giải thích cho rõ vì sao Xuân Bắc không ra gì, còn Xuân Hinh lại rất ra gì ạ? Thế giờ em hỏi các bác nhá, thì em cứ nói rất đơn giản này này. Xuân Bắc, đúng không? Bắc là cái gì? Tôi nói đơn giản. Bắc là gì? Bắc là phân bắc, phân chuồng, đơn giản. Thầy nói thế? Nói chung là cái họa nhà mày là họa nhà phân. Mà không ai dây mấy cái loại phân. Đúng không? Được gọi Xuân Hinh là gì? Xuân Hinh là gì? Hinh là gì? Hinh là hương. Ê? Hương là lửa. Lửa đã giúp Hinh từ vượn trở thành ngày hôm nay. Thế là Hinh là hương thơm. Nói chung là hương thơm là hơn cái loại phân rồi. Vâng, thế thì con chịu thầy rồi. Mọi người lại dành cho thầy một tràng vỗ tay nữa đây này. Vâng, cái bác đấy tôi ôi trời đấy. Mày làm sao mày thua được cấp này? Mày tưởng cái lốp mày căng mà mày ra mày chèn ép tao à? Quên mà thôi, tao không nói nữa. Thôi thầy đi cúng đi. Em hát một câu đi chợ các bác nhé. Dàn nhạc cho hát câu đi chợ nhé. Dạ thời gì, dạ thời gì, thấy con mắt tôi nó chẳng có cái ra thời gì. Ban ngày vẫn thấy tối gì như đám đất đen, cô nhì đêm chẳng phải tầm mà đen. Thấy con gái đẹp tôi chẳng thèm nhìn chi, ai có chào thầy cũng mạnh mặt thầy. Ôi trời ơi, cái gì đấy thầy ơi? Hôm nay gặp may rồi. Gì đấy, gì đấy? Gặp may rồi, tối nay gặp may rồi. Hình như có bà nào đi chợ sớm đến chơi cái bánh. May rồi, lọc ai người hưởng nhá. Không kèn cựa gì đâu nhá. Cái gì đấy thầy ơi? Vào cầu xoắn rồi, vào cầu xoắn rồi. Cái gì? Bánh rắn nóng, bánh rắn nóng. Chúc mừng thầy ạ, à. Mời thầy. Không phải chúc mừng, không có ai, đâu có ai người hưởng. Áo bóng. Sao đấy thầy ơi? Áo bóng mẹ. Mẹ cha châu bò nhà nào đi chợ sớm thế? Ôi trời ơi, thầy ăn nhầm phải phân châu rồi. Chết đỡ. Mình quái giỏi thế mà chứ không... không bói nổi cái bãi phân trâu. Thầy ơi thầy, thầy là thầy bói mà thầy không phân biệt được đâu là phân, đâu là bánh hả thầy? Này cái thằng Xuân Bắc dở hơi kia, người ta đi xem bói là bói da ma, trong ngoài không ai đi bói phân nhá. Nào, ai bói rẻ chạy khỏe vào đây nào. Mọi người bói rẻ chạy khỏe với thầy nào. Vỗ tay cho thầy nào. Này chị em ơi, nay từ mai đã là sầm, ai muốn ăn oản thời nắng lên chùa đấy chị em. Thế các già lên chùa từ bao giờ nhỉ? Mười năm sầm. Ấy thế mà màu tôi mà tiếng lặng lờ đò đưa cắm ra, tôi lên chùa từ 13 ơi ba nghìn này nghỉ tôi ơi ăn lên đi chùa kia nghĩ còn thầy thấy đi chiều thấy dư 14 cây vãi già 15 đấy chị em. Nay trước khi tôi vào mà tôi lễ
ông thích nhạc là tôi chờ ra về sống sáng đi tiền đạo ơi ơi à, để đến dân đi dòng tôi kể lại chồng nuôi dai. Ờ, sao lại nuôi dai? Nuôi dai là nuôi con dai ấy. Nếu nhà vua cấm thế này thì mẹ con tôi đứt quang gãy đòn gánh chứ đường chứ chợ mẹ con tôi chết. Được cái hình thức
Xin, 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 xin mẹ về nhân cách. Tuyệt vời. Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc mang tên Cung Sứt Ngày Nay. Một tràng vỗ tay thật lớn cho nam ca sĩ Tùng Dương. Xin cảm ơn quý vị. Phải nói là Tùng Dương hát cái bài Cung Sứt này nó mang âm hưởng dân gian. Và đúng là nghệ sĩ Tùng Dương là một trong những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam về những ca khúc gọi là gì? Gọi là... Thôi, nôm na là dân gian đương đại. Dân gian đương đại, những ca khúc dân gian có dân gian, có thêm đương đại nữa vào thì là nó là pha trộn. Và tôi nghĩ rằng là trong chương trình ngày hôm nay thì Tùng Dương lựa chọn một ca khúc cũng dân gian nhưng mà đương đại là hợp lý. Bởi vì tôi tin rằng Tùng Dương không đủ tự tin để hát dân gian trọn vẹn nào. Gọi là dân gian gì? Thuần dân gian. À, thuần dân gian. Để hát một ca khúc thuần dân gian bởi vì đã có nghệ sĩ Xuân Hinh ở đây rồi. Phải nói là Tùng Dương... Em sẽ hát cho anh nghe về cuối chương trình bây giờ nhé. Có à, cuối chờ đấy. Mà không cần, thưa quý vị, tôi phát hiện ra một điều là không cần có nghệ sĩ Xuân Hinh ở đây thì chỉ cần có tôi thôi, nghệ sĩ Tùng Dương cũng không dám hát những ca khúc thuần dân gian. Ôi giời ơi, anh tự tin quá đấy. Sao lại không tự tin? Tự tin quá. Thưa quý vị, để chứng minh cái điều này, tôi xin sau đây xin gửi tới quý vị một ca khúc thuần dân gian. Thôi. Đã có Xuân Hinh rồi thì không Xuân Bắc nữa, đừng có tham gia vào nữa, hát hò nữa nhé. Đây là điều đau khổ của tôi trong suốt 20 năm, thưa quý vị. Rõ ràng đây là show của anh Xuân Hinh, nhưng cho phép tôi chỉ ít thôi. Khoảng 30 phút tôi tâm sự về cuộc đời tôi. Thôi. Hả? Một phút đã là quá dài rồi. Thế thì tôi xin 40 giây. 20 năm làm nghề, lần nào tôi định hát dân ca là những người đối diện đều nói rằng đã có Xuân Hinh rồi, Xuân Bắc đừng nên hát. Tại sao lại như vậy? Tôi muốn hát dân gian mà. Trời đã sinh ra Xuân Hinh, sao còn sinh ra Xuân Bắc? Anh âm nhạc cho em tiếng sấm. Rồi, trời đã trứng rồi. Và bây giờ không còn thời gian cho tôi ở đây nữa. Tôi mời Tùng Dương vào trong để đến phần biểu diễn của nghệ sĩ Xuân Hinh. Xin mời một tràng vỗ tay. Cảm ơn quý vị. Ta đi, đi chợ dốc tề tề ngồi gốc cây đa tề tề ngồi gốc cây đa thấy cô này thấy cô yếm mi thắm mi mặc áo mi áo nâu già cô lại thắt dây lưng xanh. Xin kính chào quý vị khán giả. Tôi xin lỗi, tôi cứ là kẻ chen ngang. Ngay từ đầu đạo diễn đã cho tôi xuất hiện là một kẻ chen ngang cái phần của nghệ sĩ Xuân Hinh rồi. Mà rõ ràng tôi giới thiệu nghệ sĩ Xuân Hinh mà sao anh Bằng Kiều lại xuất hiện? Bởi vì tôi mặc quần áo của anh Xuân Hinh. Chứ tôi không có cái lông cái mấy cái bộ này. Tôi không có ý định gì đâu nhưng mà tôi cũng không muốn đứng cạnh anh cho lắm. Bởi vì vóc dáng của anh cũng đứng... không khác gì vóc dáng anh Xuân Hinh cả. Vâng, anh cứ đứng xa ra không có thì tôi lại lộ hết cái vóc dáng của tôi. Vâng. Thưa quý vị, nam ca sĩ Bằng Kiều. Có một điểm đặc biệt trong chương trình hôm nay, chương trình Xuân Hinh kẻ chọc cười dân dã. Nam ca sĩ Bằng Kiều là một trong những nghệ sĩ đầu tiên và đến với chương trình một cách rất nhiệt tình. Rất nhiệt tình trong tất cả những công việc liên quan đến quá trình sản xuất, quá trình dàn dựng chương trình. Xin hỏi anh Bằng Kiều,
Anh đứng xa ra, anh đừng đứng gần tôi. Rõ ràng theo kịch bản lúc này tôi bước lên 2 bước mà. Thôi được rồi. Thưa nam ca sĩ Bằng Kiều, là nguyên nhân vì sao và lý do gì mà anh lại nhận chương trình Xuân Hinh Kể Chọc Cười Dân Dã, trong khi anh nổi tiếng, anh là một danh ca rất nổi tiếng về nhạc trẻ? Tôi cũng xin chia sẻ với anh, với lại quý vị là đối với tôi á, tôi có nổi tiếng như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà anh Xuân Hinh là một, tôi là fan ruột của anh ấy. Từ khi còn mà tôi mới bước vào trong nghề, tôi đã nghe anh Xuân Hinh hát và tôi mê anh từ đó cho tới giờ. Nói thật với quý vị là Bằng Kiều thì hát nhạc trẻ, hát nhạc thính phòng nhưng mà rất là mê chèo, bởi vì là cũng may mắn là sống ở trong gia đình có truyền thống, mẹ của Bằng Kiều cũng là nghệ sĩ chèo cho nên là mê hát chèo. Mà anh Xuân Hinh thì lại là một người đối với Bằng Kiều là hát chèo hay nhất thế giới. Nhất thế giới luôn? Nhất thế giới, không ai hát chèo hay hơn anh ấy. Bởi vì anh ấy hát tất cả các làn điệu, từ có những nghệ sĩ chèo thì chỉ hài không, hay là có những nghệ sĩ chèo chỉ bi không, hay là có những nghệ sĩ chèo chỉ hát những cái làn điệu mà chèo cổ, có những nghệ sĩ chèo chỉ hát chèo cải biên. Nhưng mà anh Xuân Hinh thì tất cả các loại, tất cả các làn điệu từ cổ chí kim, rồi từ vui cho tới buồn, anh đều hát hay hết. Cho nên đối với tôi thì anh Xuân Hinh là idol của tôi, kính thưa quý vị. Và khi mà tôi được anh Xuân Hinh mời trong cái live show 40 năm thì đó là cái gọi là thỏa cái ước mơ của tôi. Nên Bằng Kiều đã rất là hạnh phúc và được vinh dự khi đứng ở trên sân khấu này. Cũng xin chia sẻ với quý vị luôn là Bằng Kiều không dám hát chèo trong show của Xuân Hinh. Nhưng bởi vì anh Xuân Hinh, anh ấy bắt phải hát ạ. Anh bắt em phải kiểu gì em cũng hát, bởi vì anh cũng biết là Bằng Kiều cũng sinh ra trong gia đình chèo, cho nên là anh bắt là phải hát ít nhất là một cái làn điệu chèo cổ. Bằng Kiều học mãi từ hôm qua đến giờ, học anh Xuân Hinh, rồi học em Huyền Chèo, đến bây giờ mới hát được một câu đấy đấy. Xin quý vị lượng thứ cho. Thôi hát một câu đấy thôi, đừng hát nữa. Thế tức là cái đấy, tức là tập được mỗi cái lưới lơ đấy thôi. Thế thôi. Đấy, không là, hơn được nữa. Không hơn được nữa. Tức là quý vị có vỗ tay 15 phút cũng chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi. Vâng, thưa quý vị, tôi nghĩ rằng chỉ thế thôi đã là tuyệt vời rồi. Bởi vì các làn điệu dân ca, nghệ thuật dân gian, đó là những gì nó ngấm vào máu. Theo quan điểm của chúng tôi là nếu như chúng ta không gìn giữ, phát huy và lưu truyền thì có lẽ vào một ngày không xa nó sẽ bị mai một. Và với nghệ sĩ chúng tôi, cụ thể ở đây là có cả nghệ sĩ Bằng Kiều, thì anh cũng đã tập. Mặc dù cái giai điệu, cái làn điệu lưới lơ đôi khi là chúng ta cũng có thể cũng sướng âm lên một tí, nhưng mà nó khó lắm. Là vì khi mà hát vo thì không sao, chứ còn hát vào với dàn nhạc là phải đúng từng nhịp, từng phách. Rồi từ nói thật với quý vị, từ em tập 4 ngày rồi mới được ở chỗ đấy đấy. Chỉ có tập 4 ngày được chỗ đấy. Vâng, thế mới biết sự vất vả gian nan của các nghệ sĩ đang lưu truyền nghệ thuật dân gian của chúng ta vất vả đến nhường nào. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chương trình của chúng ta còn rất nhiều điều bất ngờ thú vị. Và bây giờ, xin mời quý vị hướng lên màn hình, chúng ta sẽ đến với những hình ảnh đặc biệt chưa từng được công bố. Xin mời. Giống như bao nghệ sĩ đã thành danh, Xuân Hinh từng có những năm tháng tuổi trẻ cháy hết mình với con đường mình đã chọn. Anh quan niệm, không có thành công nào tự đến, cũng chẳng có tài năng thiên bẩm nào làm nên sự nghiệp của một con người. Tất cả những gì anh có hôm nay là do những tháng ngày lao động nghệ thuật miệt mài, cần mẫn như con ong thợ. Xuân Hinh là nghệ sĩ của làng quê. Về những miền quê yên bình mà diễn, đó là điều anh yêu thích nhất. Làng quê Việt Nam như bầu sữa ngọt ngào cho anh cảm hứng sáng tạo không ngừng. Nhớ đến Xuân Hinh là người ta nhớ đến tiếng cười mà anh mang lại cho khán giả.